Mến chào các thành viên của Đọc Sách Hay Là Chết. Lại là Kim Ngân đây. Ngày hôm nay của các bạn như thế nào? Đối với một số bạn thì hôm nay là ngày cuối tuần rồi đúng không? Nhưng mà với một số bạn thì ngày mai vẫn còn là ngày làm việc. Kim Ngân hy vọng là cho dù là ngày gì đi chăng nữa thì tối nay hoặc là bất kỳ một buổi tối nào trong ngày thì chúng ta cũng sẽ có một khoảng thời gian thư thái để đọc sách, để làm những việc mình yêu thích hoặc đơn giản là mình ngồi để chiêm nghiệm lại một ngày đã qua của mình. Và quyển sách mà ngày hôm nay Kim Ngân gửi đến các bạn đó là Như Mây Thông Dong của tác giả Lưu Đình Long. Anh là một biên tập viên của báo Giác Ngộ các bạn ạ. Xin chào các bạn. Tác giả có chia sẻ là tôi chưa bao giờ dám nghĩ rằng mình sẽ viết sách, nhưng cái duyên do nghề báo mang đến cho tôi nhiều câu chuyện. Và mỗi lần ngồi trước máy vi tính, gõ những con chữ thân quen, tôi đều tâm niệm trước hết là viết cho mình, nhưng sau cũng là viết cho những người hữu duyên. Có chung những điều bất như ý trong cuộc sống mà lo lắng, phiền muộn, khổ đau giống như mình. Và ngày hôm nay, Kim Ngân chia sẻ với các bạn, trước hết là Ngân cũng đọc cho mình, và sau là gửi những thông điệp đến những người bạn hữu duyên đang xem livestream trong buổi tối ngày hôm nay. Quyển sách này chứa những bài viết ngắn, những thông điệp của tác giả, và trong thời gian có hạn, chúng ta sẽ đọc một số bài ngẫu nhiên các bạn nhé. Sẽ có một lúc nào đó, ta nằm trong danh sách thuộc miền nhớ của một ai đó. Sẽ có một lúc trong danh sách đó, ta được xếp ở vị trí số 1 và đôi khi là duy nhất. Mỗi khi mở mắt ra, hình dáng, nụ cười của ta đã hiển thị nơi mắt, nơi tim của người rồi. Và ta cũng có miệng nhớ mang tên ai đó, vùng đất nào đó, khoảng thời gian nào đó. Nỗi nhớ về một người sẽ làm cho ta cảm thấy trống vắng đến lạ mỗi khi họ đi xa nơi ta sống, nơi ta dạo chơi mỗi ngày. Sẽ có lúc ta nhắn tin cho một người hoặc nhận được tin nhắn của một người với nội dung nghe chừng cũ rích như Sài Gòn vắng em, phố xá bỗng buồn tên, hoặc lên Facebook mà không gặp anh, em thấy thật thiếu, thấy trống vắng lắm luôn. Vậy mà nghe đi nghe lại ta vẫn thích, vì ta biết cảm giác nơi người là thiệt, vì ta rất quan trọng với họ, chứ không phải có cũng được, không có cũng chẳng sao. Nhưng cũng sẽ có lúc ta nhận ra rằng người mà ta nghĩ là họ thương mình nhất lại không thương ta nhiều như ta vẫn tin. Hay có lúc phải đắng cay biết rằng người ta nghĩ sẽ ăn đời ở kiếp, thậm chí không hề thương ta. Giọng đọc nhà giả Kim, à đúng rồi, Ngân có đọc quyển nhà giả Kim, các bạn có thể nghe được trên YouTube hoặc là trên kho sách nói á. Và cũng sẽ có lúc ta nhận ra cái người mà ta ghét cay ghét đắng lại chính là một nửa mà ta đã chối đay chối đẩy, đuổi xua tránh né. Và phải chăng vì thế mà người ta mới hay dùng câu bất ngờ phút 89 để giải thích cho những sự lật kèo vào phút chót của một trận đấu mang tên đời người. Thôi thì cứ cố hết sức mình và tùy duyên vậy. Rỗng rang để phát ra âm thanh trong trẻo. Hồi bé, có lần tôi được tặng chiếc trống cơm bé bé và chiếc lồng đèn hình con trâu vào dịp Tết Trung Thu. Người tặng có nói rằng do bên trong ruột trống rỗng rang nên chiếc trống mới có thể phát ra âm thanh tung tung giúp vui tai mọi người. Dường như lòng mình cũng cần rỗng rang như thế để có thể phát ra những thanh âm trong trẻo của thương yêu, tha thứ để đến với mọi người. Khi lòng mình chất chứa một khối đau, một khối sầu, khối giận, khối hận,
một khối tính toán thiệt hơn trăm triệu thì chẳng đến được với ai nữa. Cái mà ta gọi là thương mình để mình không thiệt thòi ấy, thực ra lại là cái làm khổ mình. Do vậy, bậc trí hay mắng những người còn trầm luân trong những suy nghĩ quẩn quanh cho lợi ích cá nhân là người điên, người mê, người say. Vị mê tức là chưa ngộ đó. Nên mình cứ nghĩ, nói, làm những chuyện dễ hơn thua và để trả thù. Mình cứ nghĩ làm thế thì mình sẽ hả giận. Nhưng thật ra mình chẳng thể hả được. Bởi cơn giận như cái còi của mụn nhọt cắm rễ vào trong tâm mình. Nên mình chỉ có thể thực sự hả giận khi mình thương người, thương mình, hỷ xả mọi thứ để có thể bước về phía trước. Phía có ánh sáng của lòng độ lượng và tình thương không ngăn ngại bởi bất cứ thành vách nào. Hãy nhắc mình cố gắng để hơn chính mình hôm qua, hôm kia, trong ý nghĩa bình an hơn, vững chãi hơn, nhẹ nhàng hơn, an lạc hơn giữa phong ba bão táp cuộc đời vốn dĩ. Hãy để lòng rỗng rang, hãy để lòng rỗng rang để nở nụ cười, bởi cuộc đời đó có bao lâu mà cứ hơn thua. Chúc cho các bạn giữ cho lòng mình được rỗng rang giống như chiếc trống, để có thể yêu thương nhiều hơn, hạnh phúc nhiều hơn, cảm nhận từng phút giây của cuộc đời này. Bài Yên tâm, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Khi mình đã sống hết lòng và không một mảy may dối trá, thì mình cứ yên tâm mà sống. Con người vốn chín người, mười ý. Đối với người này là chê, người kia là khen. Dẫu cùng một chủ thể, cùng một sự việc, nếu ta cứ chạy theo khen chê của người này, người kia mãi, thì mình sẽ thành người đẽo cày giữa đường, sẽ chênh chao như trong câu chuyện về chú chó và vị thiền sư. Chú chó lang thang được thiền sư cứu về chùa, thuần dưỡng chay tịnh. Rồi bỗng một hôm, mùi mặn bay từ bên kia sông sang, tập khí thèm ăn xương sẩu thịt thà trỗi dậy. Chú chó quyết định bơi sang sông để tìm món ăn quen thuộc. Vị thiền sư biết được sợ chó sang đó gặp nguy hiểm nên gọi về. Chó nghe vị thiền sư gọi, ngẫm cái ơn tình của thầy nên bơi ngược lại. Xong cái mùi bên kia sông lại quyến rũ, khiến chú cứ chạy qua, quay lại. Theo tiếng gọi và mùi gọi, cuối cùng chó chết giữa dòng. Chú chó chết vì không quyết định, vì trù trừ. Cuộc sống vốn là một sự lựa chọn, đôi khi ta phải hy sinh cái này để chọn lựa được cái kia. Chọn cái nào, hy sinh cái nào là quyết định tùy vào hoàn cảnh của mỗi người. Thực ra, lắm lúc ta cũng loay hoay để sống vừa lòng mọi người, mà thiếu dũng cảm để sống cho mình. Dẫu cái cho mình ấy không phải điều xấu xa, ta bị cái ống của dư luận và cái bầu của những mong muốn, đợi chờ, kỳ vọng. Biến dài, biến tròn mà chưa bao giờ được là mình hoàn chỉnh. Tất nhiên, ta cũng cần tùy thuận, thích nghi để hài hòa trong giếng mối quan hệ cộng đồng, nhưng cần phải cân bằng để không đánh mất chính mình. Ta đừng mãi chạy theo khen chê của người rồi cứ loay hoay với chuyện sống cho ai đó. Hãy chọn cách sống mà mình thấy thỏa nguyện, chỉ cần không hại người hại mình thì sẽ bình an. Do vậy, khi mình đã hết lòng, đã chân thành mà vẫn cứ bị chê, bị xem thường, bị hoài nghi,
thì hãy cứ bình yên mà mỉm cười vậy. Không cần phải biện bạch vì nó chỉ là quả xấu do nhân quá khứ mình đã tạo. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua. Nếu như các bạn đang có những trù trừ thì hãy nhanh chóng quyết định đi nhé. Và khi chúng ta đã quyết định, khi chúng ta đã có căn cứ, đã vững tin cho quyết định của mình rồi, thì hãy đừng hối tiếc về những điều mà chúng ta đã bỏ lỡ khi mà chúng ta không quyết định một cái quyết định khác. Chúng ta có tin nhau. Tôi chia sẻ với một người bạn rằng khi mình nói anh tin em hoặc tớ tin cậu, điều đó sẽ đi vào trái tim của người thân, người thương của mình với những tầng bậc còn sâu hơn là nói anh yêu em hoặc tớ tin cậu. Sở dĩ tôi nói vậy vì có một câu phương ngôn mà nhiều người nằm lòng rằng giữa những người lạ, ta cần một người quen. Giữa những người quen, ta cần một người yêu. Giữa những người yêu, ta cần một người hiểu. Và giữa những người hiểu, ta cần một người tin. Tin là một hành trình, đâu phải ai yêu nhau cũng tin, và ai yêu thương mình cũng hiểu mình. Và chắc gì người hiểu đã tin mình. Nhưng chắc chắn một điều rằng khi ai đó tin mình thì họ đã hiểu và thương mình rất nhiều rồi. Niềm tin dành cho một người rất quan trọng bởi nó có vai trò neo đậu lòng người. Để dẫu người được gửi gắm tin yêu có sai lầm cũng có đường để quay về. Và lòng tin giúp cho người không nghiêng về phía lầm lỗi mà níu giữ bờ tâm của mình ở phía của tình thương và sự cao thượng đẹp đẽ. Tất nhiên, niềm tin nào cũng cần cơ sở để xác lập, đó là hiểu và thương. Nó cũng cần mảnh đất để tồn tại, nghĩa là đủ để sống và phát triển. Mảnh đất đó phải được dựng xây từ lối sống, cách sống, hành xử của mỗi người. Giữa người với người với nhau, dễ đâu có được niềm tin mù quáng từ trên trời rơi xuống. Bởi vì trong cuộc sống của mình có những điều chúng ta mắt thấy, tai nghe chưa chắc là sự thật, và rất dễ xảy ra những hiểu lầm nếu như chúng ta không có lòng tin. Một khi lòng tin đã vững vàng thì cho dù chúng ta có thấy trước mắt thì chúng ta cũng sẽ có những cái phán đoán đúng đắn nhất để không làm tổn thương người khác. Sẽ có lúc ta cảm ơn vì ai đó. Cảm ơn Sương Muối. Ngân mới đọc quyển này chiều nay thôi, mới cầm, chỉ là vô tình cầm quyển sách và đọc vài trang thì thấy là thứ nhất là những cái chia sẻ rất là hay, thứ hai là những cái mẫu chuyện ngắn ngắn như thế này á thì mà thì Ngân livestream thì các bạn sẽ dễ theo dõi nếu mà các bạn vào trễ hoặc là các bạn không có thời gian xem toàn bộ video thì có thể nghe một vài cái thông điệp trong này thôi. Nhưng mà nếu như các bạn cảm thấy quyển sách hay thì các bạn có thể tìm đọc trọn vẹn quyển sách này. Sẽ có lúc ta cảm ơn vì ai đó. Sách này của tác giả Lưu Đình Long ạ, Như Mây Thông Dong. Sẽ có lúc ta nói lời cảm ơn ai đó vì họ đã có mặt trên cuộc đời, đồng hành cùng ta, bước qua những buồn vui, chắp cánh cho ta bay lên cao vời vợi từ những ước mơ buổi đầu vụng dại. Ta cảm ơn họ đã xuất hiện bên ta dịu dàng. Không đòi hỏi ta phải làm chi cho họ, chỉ cần ta cười vui, khỏe mạnh mỗi ngày. Chính vì sự vô điều kiện và tình thương không ngần ngại ấy đã cho ta cảm giác bình yên
và biết ơn vô cùng, và lòng ta bởi thế mở ra để đón họ vào gốc riêng trong ta. Cũng vô điều kiện như cái cách mà họ đối với ta, thương ta, quan tâm, lo lắng cho ta. Ta đã hơn một lần nghe người nói cảm ơn khi nghe ta chia sẻ: "Tớ khỏe, tớ bình an." Họ cảm ơn ta đã khỏe, đã bình an hay vẫn bình an, bởi vì đối với họ, sức khỏe và sự bình an của ta chính là niềm hạnh phúc, niềm vui lớn nhất. Hay ít ra cũng là vậy trong lúc ấy, khi tình cảm mà họ dành cho ta đang quá đỗi lớn lao. Ta xúc động sâu sắc bởi vì cảm ơn ấy. Bởi lời cảm ơn ấy cũng như sẽ luôn thầm cảm ơn cái cách mà họ vẫn dõi theo ta, lo lắng cho ta mỗi khi ta biến mất khỏi tầm nhìn, trốn đâu đó trong góc khuất của mình, hay chạy nhảy lung tung lạc lối giữa biển người mênh mông. Họ vẫn thương ta như tình thương của mẹ, người vẫn sớm hôm chăm sóc đến niềm vui, nỗi buồn của ta, sự an toàn, sự khỏe mạnh của ta. Tên sách là Như Mây Thông Dong của tác giả Lưu Đình Long ạ, nhà xuất bản Văn Hóa Văn Nghệ. Họ là người thân, mà người thân đâu cứ phải cùng chung huyết thống, cùng mẹ sinh ra, hễ có tình thương và sự quan tâm, hiểu nhau và dành cho nhau những khoảng lặng, lắng nghe nhau thật sự, chân thành, thì khoảng cách núi sông không còn là giới hạn, và thời gian không đủ sức mạnh để đổi thay, chi phối. Hãy luôn quý trọng ai đó như vậy khi ta đã gặp trong đời mình. Bởi vì cả cuộc đời của chúng ta biết sẽ gặp được mấy người như vậy, những người mà chỉ cần chúng ta bình an, chúng ta khỏe mạnh là được. Sống thật tốt hiện tại của mình. Thật ra, trong khi chưa có được một cuộc sống như ý, thì em hãy sống thật tốt cuộc sống hiện tại của mình. Ơi, quên bạn nào kêu Ngân. Sống thật tốt nghĩa là sống với tư duy tích cực. Sao em phải đau đớn chửi rủa cuộc sống hiện tại một cách thậm tệ, phỉ báng một cách điên cuồng, để rồi sau đó em vẫn sẽ phải sống trong nó, cùng nó. Cuộc sống hiện tiền của em chính là duyên nghiệp em đã tạo, nên có những điều em phải chấp nhận và sống chung, bởi em chưa thể thoát ra được. Vậy thì thay vào đó, em hãy sắn tay để cải thiện cuộc sống của mình. Nếu được, em hãy truyền thông điệp cải thiện đó đến nhiều người hơn, để tất cả cùng chung tay thay đổi cuộc sống của cộng đồng. Đoạn này thì chắc bạn nào hiểu rõ về duyên nghiệp, về nhân quả thì sẽ hiểu rõ hơn. Có nghĩa là những điều đang diễn ra với chúng ta hiện tại không phải ngẫu nhiên mà nó đến, những may mắn hay xui rủi là do những điều, những hạt mà chúng ta gieo trong quá khứ, những nghiệp mà chúng ta đã tạo. Nên là chúng ta sẽ chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình, và chúng ta sẽ đứng lên nó, sẽ lớn hơn những vấn đề đó, chứ chúng ta không oán thán, bởi vì đó là những hạt mà chúng ta tự mình gieo mà. Em đừng ngại sức mình nhỏ bé, đóng góp của mình vô ích, hãy giữ cho mình niềm tin tích cực, bởi tác động của em dù ít hay nhiều cũng sẽ âm thầm làm thay đổi cuộc sống theo hướng tốt lên mà ngày một ngày hai em khó có thể thấy được. Hãy thay đổi từ chính mình chứ không phải đòi hỏi từ cuộc sống. Và hơn nữa, em hãy dành lòng mình
để thương những người dở tệ, thương vì em thấy họ đang đi vào hướng của bóng đêm, của tù ngục khổ đau. Trong quyển Hiểu về trái tim của thầy Minh Niệm á, cũng trong cái bài tình thương hả, cũng có nói khi mà chúng ta thương một người dễ thương thì rất là dễ, bởi vì ai cũng có thể thương những người dễ thương. Ở đây khi mà tình thương đủ lớn, chúng ta có thể thương những người khác mình, những người không dễ thương, bởi vì bên trong họ cũng có những tổn thương. Chỉ có tình thương thật sự mới không phải là những đòn chí tử nhân danh điều tốt đẹp, mới có thể giúp họ không tiến đến vực sâu, hố thẳm, đường cùng. Nhân danh cái tốt để kỳ thị cái xấu, dùng một bạo lực lớn hơn bạo lực của cái xấu để triệt hạ nó, đập cho nó chết tươi hoặc tử hình nó, chỉ là biểu hiện của sự bất lực và nỗi sợ hãi mà con người không thể vượt qua được. Em đừng cố loại bỏ khổ đau hay những phản ứng không tốt trong mình, mà hãy ôm ấp và chuyển hóa nó một cách từ từ. Điều đó giống như khi em huấn luyện một đứa trẻ, em cần sự thương yêu và cả rất nhiều kiên nhẫn. Trong đạo Phật, hai chữ từ bi đi kèm với trí tuệ chính là ở chỗ thấy ngọn nguồn mọi lý, mọi sự trong nhân, duyên, quả và trong chiều sâu của quá khứ, hiện tại, vị lai. Từ đó giải quyết triệt để được mọi sự khúc mắc mà có thể ngữ ngôn, lý sự thường tình chẳng thể nào làm thỏa lòng, không thể nào thỏa đáng được. Chào các bạn. Các bạn có thường đọc sách không? Kể từ khi mà Ngân bắt đầu livestream đọc sách trên fanpage này, mà cụ thể là Facebook cá nhân của Ngân á, thì cũng có thể là một sự ngẫu nhiên mà Ngân thấy bạn bè mình cũng livestream đọc sách rất là nhiều. Và Ngân nghĩ điều đó hoàn toàn tốt. Thay vì chúng ta có thể tự đọc sách thì chúng ta có thêm một cái động lực để chúng ta chia sẻ những giá trị tốt đẹp đến với cộng đồng. Vì vậy, nếu như các bạn thấy việc này là hữu ích thì các bạn có thể thực hành cũng như là chia sẻ livestream đến với bạn bè mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đọc một bài nữa ha. Chọn người mình thương, thương người mình chọn. Thường ở ngoài sẽ có cái câu là chọn yêu người mình, yêu người mình yêu, hay là yêu người yêu mình á. Thì ở đây câu đó là xưa rồi. Còn bây giờ chúng ta sẽ chọn người mình yêu. Và khi đã chọn người mình yêu rồi thì chúng ta sẽ yêu người mình chọn. Đó là một trong những bí quyết giúp cho chúng ta có một cuộc sống hạnh phúc. Em đã chọn người đó sau nhiều tháng ngày đắn đo. Đắn đo vì người ấy không giống như trong tưởng tượng của em. Ngày em lớn, em mơ mình sẽ yêu và được một người đủ vững chãi yêu mình. Tất nhiên, người vững chãi trong em gồm những gạch đầu dòng ngắn như điềm đạm, sâu sắc, ấm áp, tinh tế, dễ dàng hiểu em mỗi khi em định nói một điều gì. Hoặc chỉ cần em không thích ở người một điểm nào là người đã nhận ra và thay đổi. Rồi em lớn lên, em cũng có gặp những người như thế, nhưng em lại thấy lẻ loi khi đi bên họ. Em thấy họ thật cách xa em. Để rồi một ngày thật thông thả và thư thái, em gặp người sẵn sàng có mặt mỗi khi em cần, dẫu chẳng giống chút nào với người trong tưởng tượng. Tính cách của chàng trẻ con còn nương nhờ nơi mẹ, từ chuyện uống ăn đến cách nghĩ còn giản đơn chưa sành sỏi. Đương nhiên, lòng em băn khoăn, liệu đây có phải là cây tùng, cây bách cho cuộc đời em nương tựa mát lành? Câu hỏi ấy vẫn xoay nhiều bận
để 2 năm trù trừ là ngần ấy thời gian đong đầy kỷ niệm. Chàng đã nhẹ nhàng đi vào lòng em bởi những suy nghĩ có phần non nớt nhưng chân thành, những thể hiện tuy không thâm thúy nhưng gần gũi đến vô cùng. Ngày em gật đầu đồng ý yêu chàng, nhiều người cũng ngờ ngợ rằng em chỉ thử, nhưng rồi em đã yêu thật và hạnh phúc bên người. Em đã thôi đi tìm những bóng hình xa tít trong trí tưởng tượng của riêng mình, của một thời học trò còn mơ mộng. Em đã trao yêu thương cho người sẵn sàng bên em giữa mưa gió cuộc đời, hay đơn giản là mỗi khi em buồn khóc. Em biết lựa chọn của mình là thiệt thà, là mách bảo của trái tim sau tháng ngày dành dụm. Với những lạnh lùng em cố né, cố đợi chờ bóng dáng xa xôi. Có một cái bài này tiêu đề cũng khá hay, Ngân xin phép đọc thêm một bài này nữa ha. Ngân cũng chưa đọc đâu, nhưng mà thấy tiêu đề hay á. Một số người nghĩ rằng quên, bài này có tựa đề là Làm việc thiện đâu cần đợi. Một số người nghĩ rằng mình phải kiếm thật nhiều tiền để làm việc thiện, và phải có nhiều tiền mới có thể làm từ thiện, giúp đời giúp người. Chính suy nghĩ đó đã bó hẹp phạm vi thiện nguyện của người ấy lại, làm cho họ bỏ qua rất nhiều cơ hội để hiến tặng an vui, kiến tạo những giá trị thiện lành cho mình và cho người. Làm việc thiện hay gieo nhân lành thực ra không khó và cũng không phải chỉ có tiền mới có thể làm được. Tất nhiên, nếu có điều kiện vật chất, tiền bạc thì dễ dàng thực hiện hơn, nhất là trong những hiện sự cần tiền. Không khó để gieo nhân thiện, đó là khi ta khởi lên một nếp nghĩ, một cái nhìn từ ái dành cho những người bất hạnh mà ta vẫn gặp hàng ngày trong cuộc mưu sinh bận rộn, hay những nhân vật trong một bộ phim truyền hình nào đó. Một ánh mắt cảm thông với cô gái bán hoa, thay vì cười cợt, chê bai, cũng là một ý niệm thiện lành. Một câu nói trung dung, không thêm dầu vào lửa, đủ để người kia bình an, còn người này bớt những sân si, cũng là thiện, cũng là đã tạo ra một nhân tốt đẹp rồi. Bởi một lời khen hay chê quá đáng cũng có thể làm hư một con người. Cái hư của tự huyễn và cái hư của tự ti đôi khi có thể lại giết chết một cuộc đời. Như vậy, làm việc thiện đâu cần phải đợi, miễn là có lòng thành, lòng nhân, tâm từ để có thể cho đi những điều tốt đẹp trong khả năng của mình. Cứ thế mà quán chiếu, mà nghĩ suy thì sẽ thấy đường đi từ đó mà ra. Và mình cứ đi như thế, thật thong dong, không nặng lòng. Hay đơn giản như là một nụ cười, một lời động viên khi một ai đó gặp khó khăn, cũng là chúng ta đã gieo một nhân lành rồi đó. Rồi, đến đây, có lẽ là Kim Ngân sẽ phải dừng lại để cho các bạn còn ăn tối và sinh hoạt buổi tối nữa. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều vì đã đang và sẽ xem video này. Chúc các bạn có một buổi tối ấm áp và an lành bên những người thân yêu. Hẹn gặp lại các bạn ở những video khác nhé.